Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nam Thần Bá Đạo Cầu Xin Tôi Quay Lại, tập 5. Đây là thư tình gửi cho Vân Diệu Trạch. Anh phải để bức thư của Gia Gia lên trên đấy, đảm bảo Vân Diệu Trạch nhìn cái này là thấy ngay. Nhờ anh cả đấy. Lần nào em cũng đem một xấp thư tìm bảo anh đưa cho Vân Diệu Trạch. Em muốn để Vân Diệu Trạch một chồng nhiều vợ, chia sẻ tình cảm cho nhau à? Ôi trời, anh đưa giúp em là được rồi, nói nhiều thế. Cũng có phải chọn cho anh đâu, anh nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì. Hạnh phúc cả đời của các bạn nữ lớp em trông chờ vào anh hết đấy, anh trai. Giao Giao, thực ra anh cậu cũng đẹp trai lắm, dáng vẻ nói chuyện ngầu lòi, còn hài hước. Hay là tôi theo đuổi anh cậu? Anh tôi đẹp chỗ nào cơ? Mắt cậu bị làm sao đấy? Hứ, chờ ông đây làm hoàng hậu sẽ ban thưởng phạt roi cho các ngươi. Em mày lại đem một đống thư tình đến à? Như cũ, tao đưa giúp mày. Khỏi, lần này tao tự đưa. Xem cậu ta có nhận không. Vân Diệu Trạch, thư tình của cậu. Sau này đừng gửi mấy thứ này cho tôi nữa, tôi có crush rồi. Nhận thư tình tôi sợ cậu ấy sẽ ghen mất. Trưa mới dỗ cậu ấy xong. Nghe chưa, Vân Diệu Trạch có crush rồi. Cậu ấy crush ai thế? Sao trước giờ không nghe nói gì? Bị treo rồi. Ồ, vậy à. Vậy cậu tự xử đống này đi. Vứt giùm tao. Chuyện lạ à. Lúc trước em gái mày nhờ đưa thư tình cho Vân Diệu Trạch, lần nào mày cũng xúi tao đưa đi. Sao lần này lại chủ động tự đi thế? Còn cười té tét thế. Có phải có gì tốt gì không? Chia sẻ với tao đi nào. Được, vậy tao sẽ đại phát từ bi kể cho mày nghe. Xuống lầu nói. Gì? Vậy mà mày lại thích tao? Sấm sét giữa trời quang, dần dần hóa đá. Mày điên hay tao điên thế? Tao chỉ nói tao có crush rồi, người đó không phải nữa. Vấn đề chính là ngoại trừ tao ra, có thấy mày đặc biệt quan tâm ai khác đâu. Nhưng mà mày là không phải tao. Vừa nãy hù tao sợ tóc mồ hôi lạnh. Bản lĩnh của mày hơi cao. Nếu mày thích tao, không phải tao sẽ bị mày đè xuống đất massage à? Mất hết hình tượng của tao, nhục lắm. Người đó học lớp nào vậy? Là ai thế? Tao quen biết mày bao nhiêu năm, sao tao không biết? Mày giấu rớt kỹ như mèo giấu kích thế. Mày nói nhỏ thôi, từ từ rồi tao kể mày nghe. Vậy sao mày không đồng ý với người ta? Không thể qua loa thế được. Ít nhất tao phải chuẩn bị quà hoặc một bất ngờ cho cậu ấy. Như vậy ở bên nhau mới có cảm giác có hình thức được, bày tỏ sự nghiêm túc mới có ý nghĩa. Mày hiểu chưa? Từ chối hiểu. Tóm lại, mày muốn tặng quà cho người ta. Vậy mày có tiền không? Không có. nhưng mà tao có thể đi làm kiếm tiền. Ngày mai là thứ Bảy, mày đi với tao xem gần đây có chỗ nào tuyển dụng không. Là Vân Diệu Trạch. Khương Nghị, chắc mai tao không đi với mày được rồi. Cuối tuần này tôi xin nghỉ, không đi tập. Tôi muốn hẹn cậu đi chơi. Tôi có vinh hạnh đó không? Không cho cậu vinh hạnh đó đâu. Thưởng cho cậu trong mẫu đất thê thiết xinh đẹp được không? Nếu cậu không cho tôi vinh hạnh đó, vậy tôi chỉ có thể mặc giày bám theo cậu thôi. Sáng mai 9:30 tôi đến nhà đón cậu. Người nào đó hẹn tao rồi. Lâm Giao. Ai? Anh. Sao cuối tuần mà anh dậy sớm vậy? Bây giờ mới 6 giờ thôi. Em qua đây, anh có thắc mắc muốn hỏi em. Hôm nay anh có hẹn với bạn ra ngoài chơi, nhưng anh dậy sớm rồi. Em nói xem, anh có nên nói cậu ấy đến đón anh sớm không? Vậy thì nói đi. Nhưng anh cũng ngại lắm, bọn anh cũng không thân lắm. Cái này dễ ẹt, em chỉ anh. He he he. Spoil chấp sau. Phục. Sao nào? Cậu cười cái gì? Cậu tâm cơ quá đấy bé cưng à.